Cơm chiên của mình đã xong nha, cơm chiên mùa dịch đây đấy, rất là ngon nha. Hai, mình xin chào buổi sáng cả nhà nha. Chào quý anh chị và các bạn đã đến kênh của chị Âu Vlog mình. Thì hôm nay là ngày đầu tiên ở tỉnh mình và toàn miền Tây của mình áp dụng cái chỉ thị 16 nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem mặt trời nó đang ló dạng ở trên Sóc Trăng quê mình đó, ngay cái đọt cây á, nhưng mà hơi bị khó thấy nha, tại vì nó mới vừa hơi ló ló thôi. Ngay cái đọt sẽ giới thiệu một cái mô hình trồng hành của mình nha. Đây đây các bạn ơi, chia sẻ luôn, đây đây là cái mô hình trồng hành. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đây, trong những ngày cách ly thì cái hành rất là quý nha các bạn. Thì hôm bữa đó là nó mắc kẹt cái cây cột, thì hôm bữa đó là mình cứu trợ cái hành tím của Vĩnh Châu đó. Đây được, mình giới thiệu cho các bạn nha, đây là cái mô hình trồng hành của mình nha. Hôm bữa đó là cứu trợ hành tím Vĩnh Châu đó, thì nhà mình đó là ông đem về 10 kg đó, mình ăn không có hết. Tới bây giờ nè, bắt đầu mình bỏ vô cái chậu này mình trồng nè, các bạn thấy không đó, trồng được đâu 3 ngày nha mà nó lên như thế này nè. Đấy rồi, bắt đầu đây là củ hành tím nè, nó mắc rễ à, các bạn để đất cái dưới nha, để đất cái dưới ỉ nè, rồi bắt đầu mình ghim cái hành lên. Còn mình trồng thử cái củ tỏi nè mà chưa thấy nó lên nè, chắc là cũng lên á, nứt năm rồi nè. Đây củ tỏi nè các bạn coi nè, nhưng mà chắc chưa thấy lên. Đây còn cái hành thì nó lên ầm ầm luôn nè. Mình mai mốt mình ăn mình cắt ngang như nó lên khác. Còn bên này hành thủy canh của mình nè. Mình ăn cái đọt, còn cái gốc mình găm vô đây đó. Mấy ngày nay là hành mắc lắm nha các bạn, cho nên găm ở đây bỏ nước vô một chút nè đó. Đây đây, một cái chậu này mình tận dụng mấy cái đồ mà bỏ đó, mình trồng hành nè, các bạn thấy ngon lành chưa. Bệnh cho nên là người ta không cho ra đường, nhưng mà phải phát phiếu nha các bạn. Phát là mình sẽ đứng tâm sự xem, tại vì món này cũng dễ à. Thì mình sẽ, người ta phát là một phiếu màu vàng đây, phiếu màu vàng. Nhà mình được cái phiếu màu vàng đó, quý lắm, bỏ vô đây là sợ để ngoài rớt con chó cắn, không có phiếu đi chợ á, cho nên là bỏ vô đây. Mấy chó nhà mình nó quậy lắm, cho nên mình bỏ vô đây để dành đi chợ đó. Tức là nhà mình là đi ngày lẻ nha các bạn, từ ngày 1 cho tới ngày 15 cho tới ngày 1 tháng 8 đây, là mình đi các ngày lẻ. Còn nhà ai màu xanh á, là đi ngày trắng đấy. Mới yêu cầu là làm cái món là về tóp mỡ của hôm mình mua nè đó, thấy chưa. Thì dưới lại mỡ các bạn thấy đây, nồi mỡ bữa hôm mình thắng cho tới bây giờ luôn nè, mình để ngoài không để tủ lạnh đâu, nhưng mà vẫn còn nguyên nha. Rồi bây giờ món đó là món gì thì xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây các bạn ơi, món này hôm nay là có cơm nguội nha, thành phần chính của mình là cơm nguội ăn không hết bỏ tủ lạnh. Đây sáng em lại làm nè, tóp mỡ, cái con khô cá mặn, cá lù lù nó mặn dữ trời lắm, một con thôi nha, mặn dữ dằn luôn, te lưỡi luôn. Ít tôm khô và tóp mỡ, đây là tóp mỡ heo nè, còn đây là miếng tóp mỡ con trăng nè, đó, nó thơm đó. Trứng gà. Bên này gồm có hành mình cắt ra cái đầu nè, hồi nãy cái gốc là mình trồng rồi, bây giờ cái đầu mình để dành tủ lạnh mình ăn. Đây quan trọng nè, cái này quan trọng hôm nay đặc biệt, từ trước giờ chưa có ở trong clip. Giới thiệu với các bạn luôn, đây là những cái củ hành tâm từ ở ngoài Nghệ An xong pha chiến dịch vô đây, phải đi cách bao nhiêu là cây số, mấy trăm cây, mấy ngàn cây số các bạn ơi, mấy ngàn cây số chạy vô đây nè, của em Bích Thủy Nguyễn tại chợ nha, tại chợ nhiều lắm ấy. Mình treo đây nè, đó mình treo Bích đây nè. Thank you.
hỗn hợp này vô nha. Nè, cá mỡ nè, tôm khô nè, cá mặn nè, đó, cho vô hết. Rồi, hành vô luôn đi. Rồi hấp vô, chín rồi, tại vì nó cái lộ này nó chín nó này vô, mình xào xào một chút là được. Rồi. Mình có thể nghiền nó ra để cho mấy cái mặn này nó hòa quyện với mấy cái cơm với lại tôm khô rồi đó cho nó thơm nó vừa ăn. Rồi bây giờ tới lúc này là quan trọng là các bạn sẽ cho nước mắm vô nha. Đấy. Ai thích thêm nước tương thì nước tương, ai thích thêm nước mắm thì nước mắm, mình thì mình thích nước mắm đó. Các bạn cho một muỗng cà phê nước mắm nha. Rồi. Tại vì con cá mặn nó mặn đó các bạn, cho nên là mình phải ít nước mắm thôi, muỗng cà phê được nha. Rồi. Rồi, xào chung vô. Tay lên thử thức thôi chứ còn gì nữa mà nấu nữa. Kìa rồi cái hầm chín rồi. Rồi mời tất cả quý anh chị và các bạn xin mời. Nghe mùi khô cá mặn hòa quyện với cái mùi tôm khô. Đấy, hai loại khô. Xong rồi, hành tâm rất là thơm nha. Cảm ơn em Bích Thị Nguyễn nha. Rồi tôm khô, rồi hành tâm. Hành lá. Trứng hòa quyện với nhau. Đó. Hơi lạc, thêm miếng nước tương vô. Rồi đó, sau đó mình sẽ ăn với dưa leo, kèm với dưa leo nha các bạn. Ngon. Tuyệt vời đó, mình có chén súp nổi phiên tô không ăn chán thôi. Ăn ít lại. Có bạn comment á, kêu ăn nhiều không có tốt. Cho nên là bây giờ mình sẽ thực hiện ăn ít lại nha các bạn. Coi nó tốt không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi rồi cùng chia sẻ rồi góp ý cho mình nha. Mình rất là cảm ơn. Món cơm này á là của em là người miền Tây. Góp ý là tép mỡ chiên với cơm. Đây cái món tóp mỡ của mình là hôm nay nè, để mình ăn thử coi nó còn giòn không nha. Vẫn còn thơm lắm. Mình không để tủ lạnh đâu, để ngoài. Mới để vô hôm qua ăn kia vậy. Rất là thơm. Cộng với tóp mỡ của con chăn đó các bạn. Hai cái hòa quyện nhau, trời ơi. Tóp mỡ ngon, giòn. Kháng cơm chắc bụng. Không có quen cầm cái cây nỉ á, mỏi tay lắm. Cầm xong đi, để nó lại đi. Rồi, bóc quen nè.
Cầm nĩa nó không quen nha các bạn. Đây, cầm lên để mình cho các bạn xem cho nó rõ nè. Đó, đó. Khói lên nghi ngút luôn nha. Rồi, mời cả nhà. Ngon. Ngon. Do các món ăn thì món nào cũng như nhau, nhưng mà do mình biến tấu ra các bạn. Bỏ mấy ớt hơi cay. Rồi giờ mình cùng chiến đấu. Ngon. Có mấy hột gà. Quên lại cục cơm. Khói lên. Ngon. Đây, tóp mỡ. Tóp mỡ bữa hôm mình làm. Mình thắng mỡ. Thơm. Công nhận cái cơm gan này nha. Cơm mà các bạn để tủ lạnh á, gan là ngon. Mà nó hòa quyện với cái con tôm khô này nha, rất là hợp. Cộng với cái con cá, cá mặn nãy, quến vô, trứng nữa, hành tâm nữa, mèn ơi. Nó hòa quyện với nhau thành một bớt cơm coi như là rất là tuyệt vời. Ngon. Đó, sáng ăn như thế này đã no tới chưa các bạn. Mình á, được ở nhà ngồi ăn thì rất là quý các bạn. Chứ mình thấy những người mà làm công tác chốt chặn á, ăn cơm hộp không à, tội nghiệp á. Hôm qua em Ngọc Hiển nha, nó live stream á, ta cho cơm hộp. Ngồi ngoài nắng mà mưa, đâu được về nhà ăn như mình đây đâu. Cho nên là các bạn gắng cố gắng ở nhà, đừng có đi đâu để cho dịch nó mau qua, rằng 14 ngày là người ta cho mình được tự do nha. Đó. Thôi mời cả nhà ăn đi, tập trung chuyên môn vô. Ngon, nó không nên lời. Giờ ăn chơi chút thì vui hơn. Không còn gì để nói. Rất là ngon các bạn ơi. Ngon. Không còn gì để nói. Thật ngon.
Rang chưa xương đó. Các bạn biết làm gì không? Test thử cái ống micro coi nó có nghe không? mới đầu tư cái micro. $150. Clip này là clip đầu tiên sử dụng micro luôn nha các bạn. Đó, mời các bạn cục thịt nha. Nhai thử cho nó có kêu không? Kim giới thiệu cho các bạn mua là còn mãi không nghe tiếng nào hết trơn á. Thì rút kinh nghiệm đừng có mua. Nạp đầy năng lượng rồi các bạn ơi. Mời các bạn uống nước. Trời ơi, nó ngon. Nó mát. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả trong nước, ngoài nước đã ủng hộ cho chị Âu Vlog. Và mong các bạn ủng hộ ngày càng nhiều hơn. Thì các bạn thấy là mình có cái nút bạc mình giả bộ mình làm á, là mơ ước của mình nha. Thì qua đây thì mình cũng mong rằng các bạn ủng hộ cho mình để mình đạt được một cái nút bạc mơ ước. Đấy, như là mình đã làm treo ở chỗ cái phòng mình làm YouTube đó. Rồi bữa nào mình sẽ review cho các bạn xem nha. Thôi bây giờ mình xin kết thúc cái clip cơm chiên ở đây. Ngày đầu tiên chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.